Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Mỹ cay cú khi Triều Tiên đã lén cung cấp tên lửa hủy diệt cho quân đội Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Quý vị thân mến, Việt Nam là quân đội đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới thời điểm này ở Đông Nam Á có tên lửa đạn đạo chiến thuật trong biên chế. Pháo binh Việt Nam với khả năng tung đòn tấn công tầm xa hàng trăm km thực sự là một lực lượng đáng gờm trong khu vực. Điều này có được cũng nhờ sự giúp đỡ của Triều Tiên. Thưa quý vị, Việt Nam và Triều Tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950. Đây là một trong những mối quan hệ ngoại giao sớm nhất của Việt Nam sau Trung Quốc, Liên Xô. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống. Từ thời điểm đó, quan hệ hai đảng, hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng và vun đắp, cũng như được các thế hệ lãnh đạo tiếp theo kế thừa và phát huy, tiếp tục phát triển tốt đẹp. Trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, các chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo tối cao hai bên đã tạo nền tảng vững chắc, để lại dấu ấn đặc biệt cho tình hữu nghị giữa hai nước. Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI công bố, thời điểm năm 1981, Việt Nam đã nhận từ Liên Xô 4 xe mang phóng tự hành 9P-117 cùng 25 đạn tên lửa R-17 Airbus Scud-B. Tên lửa Scud-B có chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 5.900kg, tầm bắn 300km, vận tốc tối đa Mach 5, 1,7km/giây. Và có độ dài là 450m. Độ chính xác không được đánh giá cao nhưng dựa vào đầu đạn lớn, tên lửa Scud tỏ ra cực kỳ nguy hiểm khi dùng để hủy diệt căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng, hai địa điểm tập trung quân lớn của đối phương. Vận tốc cao khiến tên lửa Scud rất khó bị đánh chặn, thể hiện qua việc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã rất nhiều lần bắn trượt Scud tại chiến trường Trung Đông. Tuy nhiên, do tiếp nhận đã lâu, một số đã xuống cấp và vài quả đã được sử dụng trong các lần bắn đạn thật, dẫn tới yêu cầu cấp thiết là phải có sự bổ sung lực lượng. Cũng theo SIPRI, vào năm 1998, Việt Nam đã mua từ Triều Tiên 25 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hoàng Song 6, Hỏa Tinh 6. Đây là phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Scud-C. So với Scud-B, Hoàng Song 6 tăng trọng lượng phóng lên 6.400kg, tầm bắn tăng vọt lên 600km. Tuy vậy, để đánh đổi thì đầu đạn của Hoàng Song 6 bị giảm xuống còn 600kg, sai số lớn nhất lên tới 700m khi bắn hết tầm. Bất chấp những nhược điểm trên, Việt Nam vẫn là quốc gia hiếm hoi ở châu Á có năng lực tung đòn tấn công ra ngoài cự ly 500km. Sức mạnh răn đe của binh chủng pháo binh Việt Nam rõ ràng không thể coi thường. Và để có được điều này thì quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên cũng được vun đắp qua nhiều tháng năm lịch sử. Chuyến thăm lịch sử đầu tiên giữa hai nước là chuyến thăm hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Đảng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 năm 1957. Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Sudan, Bình Nhưỡng. Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Việt Nam dự meeting trọng thể của hơn 10 vạn nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng tổ chức tại quảng trường Kiếp Nhật Thành. Phát biểu tại cuộc meeting, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời chào các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gửi lời chào nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng và nhân dân Triều Tiên. Tại buổi chiêu đãi của Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng những thành tích của nhân dân Triều Tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đời đời bền vững. Trong chuyến thăm hữu nghị này, đoàn cũng đã đến thăm nhiều nơi như nhà máy dệt Bình Nhưỡng, phòng triển lãm công nghiệp, nông nghiệp Triều Tiên, Viện Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc Triều Tiên, trường trung học số 28 ở Bình Nhưỡng. Trong khi cựu Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm nhà máy dệt Bình Nhưỡng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các xưởng và nhà trẻ của nhà máy và tặng anh chị em công nhân nhà máy một số hàng thủ công Việt Nam. Phát biểu tại buổi chiêu đãi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Triều Tiên, người bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu quan trọng của nhân dân Triều Tiên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng rằng, dù chúng ta còn có nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của bản thân chúng ta, với sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới,
dưới ngọn cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác Lênin, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại tình cảm và ấn tượng sâu sắc khó phai về tình đồng chí, tình hữu nghị giữa những vị lãnh tụ và nhân dân hai nước. Một năm sau, Chủ tịch Kim Nhật Thành thực hiện chuyến thăm hữu nghị đến Việt Nam từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 1958. Chủ tịch Kim Nhật Thành đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự meeting trọng thể của nhân dân thủ đô Hà Nội và chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Mậu Dịch giữa Việt Nam và Triều Tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Phủ Chủ tịch và sau đó cùng đến khu nghỉ Hồ Tây, nhà máy dệt Nam Định, một trong những cơ sở sản xuất công nghiệp đi đầu ở miền Bắc thời kỳ đó. Chủ tịch Kim Nhật Thành có đến thăm trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây và bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. 6 năm sau, vào tháng 10 năm 1964, Chủ tịch Kim Nhật Thành thực hiện chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai. Trong chuyến thăm này, ngoài hội đàm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm huyện Từ Liêm, nơi có hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị, tham quan Vịnh Hạ Long và một số đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam. Các chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã tạo nền tảng vững chắc mối tình hữu nghị giữa hai nước, đặt dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước. Trên tinh thần mối quan hệ tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành tạo dựng, quan hệ hai nước sau những chuyến thăm đó phát triển nhanh chóng. Một dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên là chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh năm 2007 và cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với đồng chí Kim Jong Un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Hàng vạn người dân thủ đô Bình Nhưỡng giơ cao cờ hoa khẩu ngữ và biểu ngữ đứng tại sân bay, dọc đường đoàn xe qua và trước cửa nhà văn hóa thủ đô Bình Nhưỡng hô vang chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tổng Bí thư Kim Jong Un đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội và đối ngoại mà nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng vững chắc và chân thành. Chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước lên tầm cao mới. Cuộc gặp gỡ cấp cao giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Kim Jong Un thành công tốt đẹp, củng cố và thắt chặt hơn tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển hơn nữa, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Kim Jong Un nhấn mạnh, sinh thời đồng chí Kim Jong Un quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, luôn luôn nói rằng nhất định sẽ đến thăm Việt Nam để tỏ lòng kính trọng, đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm lại những lời ý nghĩa mà có dấu chân của đồng chí Kim Nhật Thành. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai đảng, hai nước nhất trí duy trì tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, mở rộng giao lưu, trao đổi đoàn các cấp theo đảng, nhà nước và đoàn thể nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên đều có nhu cầu. Duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, trong đó có cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu khả năng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên, trên cơ sở các quy định với quốc tế, mở rộng giao lưu và hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu nhân dân. Khi đến thăm Triều Tiên năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa nhưng lòng rất gần, tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như mối tình anh em thân thiết. Những chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ lịch sử giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước trong hơn 65 năm qua đã chứng minh cho tình hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Triều Tiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những tin mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.